Cảm giác khi được em hỗ trợ nào anh? Chung là rất là nhiệt tình, Dạ. Em rất là nhiệt tình. Đóng hoàn thiện sớm hơn dự định gần 10 ngày. Rồi mình ra xe luôn anh. Ra xe quay anh em mình xíu. Với lại em tặng anh cái ấy nữa. Tặng anh cái tẩu nha. Lấy cái này ra chụp hình. Đây ra kiểm tra xe luôn anh. Rồi, xe biển số siêu VIP. Cổ địa thần tài luôn. Xe bửng nhôm nhé anh em. Xe bửng nhôm này, lườn inox này. Tay khóa bản lề inox hết. Rồi anh em mình chụp nhau tấm hình trước ha. Rồi em giới thiệu sơ sơ xe trước. Mới tặng em mấy phần quà luôn. Ơi bỏ khẩu trang đó cho đẹp trai. Hôm nay anh tài xế đẹp hơn cả nhân viên kinh doanh luôn. Rồi anh em mình bắt tay cái ha. Rồi nhìn ra kia. Dạ. Dạ chụp chưa? Rồi em cảm ơn anh rất nhiều nha. Đây em có cái phần quà em tặng anh đây. Ngoài mấy cái đồ mà lót sàn bao da em tặng ấy, thì em có tặng anh thêm cái hộp này nha. Cái này là cái kết nối Bluetooth ấy. Anh mở máy điện thoại đi, em mấy chắc. Tại vì cái xe này nếu mà thường mình sẽ gắn cái đầu Android ấy. Nhưng mà mình tiết kiệm một xíu thì mình dùng cái này cũng được, nghe điện thoại trên xe cho tiện đấy. Anh lên bên kia xe kìa. Em chỉ cho anh sử dụng luôn. Hả? Đây. Đấy anh lên luôn đi, anh lên thử máy cái thứ kiểm tra xe luôn. Tí mình đi. Máy lạnh chú cho mát ha. Máy lạnh mát không anh? Đây, cái tàu. Cái này nhá, anh mở kết nối điện thoại đi. Đấy. Kết nối chưa? Rồi. Nghe mà điều chỉnh trên này luôn à. Âm lượng trên này luôn. Anh lên cao tốc anh đạp trên 40 nhá. Anh bấm một cái anh thả chân ga ra. Rồi. Là nó tự chạy cho mình luôn. Em cái này em thử nhá, em đi miền Trung thử rồi yên tâm. Dạ. Rồi anh em mình đi một vòng xuống xem cái thùng tí ha. Thùng này thì sơn cái màu ngày xưa anh bảo sơn màu nó hơi sáng quá. Cái màu này nó lì hơn này anh. Thấy thùng này hài lòng anh? Quá hài lòng. Quá hài lòng hả? Cho mấy anh em ở YouTube biết là cảm giác khi được em hỗ trợ nào anh? Chung là rất là nhiệt tình. Dạ. Em rất là nhiệt tình. Đóng hoàn thiện sớm hơn dự định gần 10 ngày. Dạ đúng rồi, em thì nếu mà hứa với khách thì thường là hứa cho chắc một xíu, chứ không để trễ khách còn lỡ việc của khách ấy. Dạ. Thùng này thì cũng làm đầy đủ cho anh như là mà lề có tôm inox hết này. Đó. Lề inox. Anh có cột lại không? Cột lại nhá. Đó. Đằng sau làm cái cản lớn luôn. Hôm bữa ấy, là theo anh em mình ký hợp đồng ban đầu á là nó cái cản như vậy nè. Mà em thấy nó kỳ quá, thôi bảo thôi làm cho anh cái cản nó xịn hơn luôn. Rồi nó chắc, nhìn xe nó đẹp sẵn rồi á. Giờ về cắt thêm cái biển số mà cái biển số vàng đó thôi ha. Hôm bữa em xe vậy là quá đẹp rồi. Còn gắn mũi nước gió nữa mà nhà máy chưa có hàng. Đó, hôm nào có hàng báo cho. Gắn mũi nước gió nữa thì thôi khỏi bàn luôn. Này sàn đấy. Đó, kèo em sơn hết màu xanh lên cho anh, trước bắn bằng inox hết kìa. Cái thoát nước này anh nhá. Anh về anh sẽ làm thêm một cái nhựa. Tùy anh. Đúng rồi, làm cái khóa lại. Đó. Tại hôm bữa em có hỏi rồi, bảo là thường khách hàng về họ một là dùng khóa cứng, hai là dùng cái khóa ống mềm ấy. Thì để khách chủ động làm thì anh cứ về gắn vô. Cái này phi 42 ấy, nó phù hợp với mình.
Tưởng đâu hôm nay chị đi luôn thì giao xe chị luôn, chắc chị hài lòng không? Có coi rồi, có coi hình ảnh. À, có coi hình à? Dạ. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Có gì mai này có ai nữa thì giới thiệu em, hay bác này. Dạ. Bác mua đây giới thiệu em nha. Rồi, ok. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Rồi, anh làm gì nữa không? Để em ấy cho em hỗ trợ cho. Treo bạt lại á. À, kéo kéo ra cái này. Chỉ cần chắc chỉ cần cột ba cái này thôi ạ là nó cũng chắc rồi. Mà thường người ta hay quấn lên, anh quấn không hay thôi cứ để vậy trước. Quấn lên luôn đi. Quấn lên luôn ha. Cái này biển số quá đẹp rồi, chắc có khi đi đường mấy anh cũng không gọi mấy đâu. À, hợp tác xã, để tí anh thích dán chỗ nào anh dán. Mấy cái đó có khách thích dán ở ngay đầu, có khách thích dán sau, để khách dán cho đẹp thôi. Cái này mà mai này mình làm mua nước gió là tuyệt vời anh ơi. Cái mui á là em cũng tính cho anh rồi, là hôm qua em đã chưa hỏi anh nhưng mà em đã hỏi nhà máy trước rồi, nhưng mà nó chưa có mui. Giá chắc tầm khoảng 3-4 triệu vậy. Mà em khuyên là mình nên lấy mui nhà máy á, tại mui nhà máy là đúc thành một khối luôn, còn mui bên ngoài là nó không đẹp bằng đâu. Mui nhà máy giống cái xe bên kia kìa. Thì lúc nào có mui em alo cho. Alo đi. Dạ dạ. Đó, đang quấn bạt cho khách này anh chị. Khách hàng này là mình hứa là khoảng lễ 30 tháng 4 là giao xe, nhưng mình cố gắng mình làm cho khách sớm luôn. Anh thì cần trước 30 tháng 4 nhưng bây giờ mới có 20 thôi. Nói chung là mình mà hẹn cho khách thì thường là mình sẽ hẹn nó chắc ăn cho khách để khách có thể đủ thời gian để sắp xếp công việc ấy. Chứ khách mất lòng trước nhưng được lòng sau. Chứ mình không có hứa theo kiểu là ví dụ xe bảo anh cứ yên tâm một tuần hai tuần, không có, mình hứa là nó phải đúng để yên tâm cho khách, trừ trường hợp bất khả kháng như là bên đăng kiểm các thứ thôi, chứ còn nếu không thì mình thường là làm sớm trước hết cho khách. À, cái này nếu mà về là mà nó hở quá anh Tú có thể làm thêm hoặc bắn thêm được anh Tú. Để như vậy thì nhìn nó thông thoáng hơn. Quấn lên đẹp không Ngọc? Nhìn đẹp hẳn à? Quấn lên cái nhìn đẹp hẳn luôn. Xe. Cái xe này chắc một vài hôm anh, một vài hôm kiểu như nắng á, xong mình căng lại thì nó mới phẳng. Dạ, nó mới phẳng được. Còn nếu mà anh muốn thẳng nữa là bắn căng và bắn dính luôn. Em để như vậy một vài hôm cho nắng nó giãn ra. Xe là quá đẹp luôn rồi. Rồi xong ha. Dạ xong giấy tờ rồi. Rồi cho anh Tú về là phù hiệu trên xe. À anh Tú dán phù hiệu chỗ nào luôn đi, không các chú hỏi. Đây. Thổ địa với thần tài đi luôn. Anh khách hàng cũng là thờ luôn. Có địa thần tài, số quá đẹp. À, chụp tranh tấm hình như nào. À, tí nữa chụp với cái logo kia luôn. À, cái này dán trên kia. Cái này để em dán cho. Và anh muốn dán cái này đâu dán. Rồi, đeo vô. Rồi, khách hàng xe siêu đẹp. Biển số siêu đẹp luôn. 6303839. Chào anh nhá, chúc anh thường lộ bình an. Thùng đẹp mà, thùng này thùng inox hết, thùng nhôm đóng về mà khách có bốc số siêu đẹp nữa.
Rồi anh chị nào cần thì liên hệ mình nhá. Gọi điện thoại cho mình số 0979 393 898 nhá.